Thưa quý vị, sáng nay trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong sau đó. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển số 47C00669 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Bù Đăng. Đến đoạn đổ dốc thuộc km 25 thôn 3 xã Nghĩa Trung, bất ngờ tông thẳng vào xe máy mang biển số 93B23794 do người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị xe tải cuốn thẳng vào gầm, kéo lê lên phía trước nhiều mét. Người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đã khiến 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy biển số 71C41054 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Bù Đăng. Đến đoạn thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình thì va chạm xe máy biển số 93B26810 đang rẽ trái băng qua quốc lộ 14 để vào đường Phan Bội Châu. Cú tông mạnh khiến cả ba bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.